tạ cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Lúc 8 giờ 30 sáng nay, mùng 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan được khai mạc. Thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa đang đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử ngoài ông Phạm Lương Toản còn có thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố có 200 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB, 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp rút tiền, 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB, 692 người nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước 42 người và nhóm người liên quan khác 201 người. Hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nắp Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, có quốc tịch Trung Quốc, bị hại trong vụ án là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Chí cùng là bị cáo với hành vi chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Năm luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Theo thư ký có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt. Sau khi nghe thư ký báo cáo về sự vắng mặt có mặt, chủ tọa hỏi bị cáo Lan về sức khỏe và nhắc vì phiên tòa kéo dài nên bị cáo Lan chú ý giữ gìn sức khỏe. Bị cáo Lan trả lời hiện tại sức khỏe mình tốt, tinh thần ổn định. Khai báo tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 10 năm 2022 khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của viện kiểm sát. Tại tòa, người phiên dịch dịch quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan nghe. Tuy nhiên, bị cáo Cơ cho rằng chưa nghe rõ về phần tội bị truy tố. Chủ tọa đề nghị phiên dịch dịch lại phần tội mà bị cáo Cơ bị truy tố. Sau khi phiên dịch dịch lại, bị cáo cơ đã nghe rõ. Sau đó, khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe hiện tại, bị cáo Chu Lập Cơ nói sức khỏe ổn. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại phiên tòa, an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt. Theo ghi nhận, từ 5 giờ 30 phút sáng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động bảo đảm trật tự khu vực xung quanh tòa, hàng rào thép được dựng nhiều nơi trước cổng tòa, giới hạn người đi lại nhằm hạn chế tình trạng kẻ xe. Khoảng 6 giờ sáng, hàng trăm cán bộ công an dân phòng tiếp tục tới phiên tòa giám sát an ninh khu vực cổng và trước phòng xử án chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào, rất đông phóng viên của các báo đài có mặt từ rất sớm để chờ đến giờ vào tham dự phiên xét xử. Trong vụ án này, viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước, cựu cán bộ thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vì đã tiếp tay bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong đó, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. 16 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong tổng số 86 bị cáo bị truy tố, có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đang trốn truy nã. Trong quá trình xét xử, nếu không ra đầu thú thì sẽ xét xử vắng mặt. Để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mời hơn 2.400 người liên quan gồm 316 cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB, 1.153 người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền; 692 người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB; 42 người liên quan là các cá nhân tại ngân hàng nhà nước và nhóm người liên quan khác. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập người phiên dịch cho bị cáo Junakel Eric trong bà Lan có quốc tịch Trung Quốc. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án vạn thịnh phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mùng 5 tháng 3. Trong đó, hai phòng xử lớn nhất của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được liên thông để xét xử. Nhân viên của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự. Lối đi chính dẫn vào hai phòng xử án được phong tỏa, hạn chế người ra vào. Những người liên hệ với tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều phải ra vào bằng lối đi phụ. Theo đại diện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, do số lượng người tham dự quá đông lên đến gần 3.000 người được triệu tập nên phiên tòa lần này sẽ lắp đặt màn hình theo dõi vụ án ở các phòng. Phía bên ngoài công tác an ninh cũng được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra. Theo thông tin được biết, chiều ngày 4 tháng 3, tòa án sẽ căng giảm ở khu vực trước sân tòa án. Đây cũng là nơi để những người liên quan tham gia phiên tòa, luôn có bảo vệ túc trực tại các lối ra vào để có phương án tốt nhất cho số lượng bị cáo và những người có liên quan được triệu tập đến tòa. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí nhiều ghế đơn khác với ngày thường là những chiếc ghế gỗ dài và dành cả khu vực hành lang để bố trí chỗ ghế ngồi. Trước đó ngày 1 tháng 3, phóng viên nhà báo tác nghiệp phiên tòa được đăng ký tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những người tham dự phiên tòa phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Đại diện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đơn vị đã bố trí riêng một phòng với hệ thống camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy để chứa 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn với hơn 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, có 10 kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội tham mô tài sản nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bào chữa gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức. Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2.404 người liên quan gồm những người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, thực hiện việc nộp rút tiền 1.153 người, nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB 692 người, nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước 42 người và nhóm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.